nhất nhiều người biết, chưa biết buôn lậu như thế này. Buôn lậu thực ra là trốn thuế bất hợp pháp của nhà nước. Ví dụ như nhà chênh lệch giá tiền xăng xăng từ Việt Nam trở sang Trung Quốc, hay từ Trung Quốc trở sang, hay là tất cả các hàng lậu trốn thuế chứ không phải là buôn thuốc phiện như nhiều người dân quê hiểu biết. Hồi nhỏ tôi cũng tưởng là buôn lậu là buôn thuốc phiện, không phải, buôn lậu là trốn thuế. Rất nhiều người không biết, đấy rất đơn giản thôi. Ví dụ như sao, sao kim, sao hỏa, sao mộc thì nó cũng, người ta nhiều người hiểu lầm nó là một ngôi sao, thực ra không phải sao, nó là một hành tinh quay quanh hệ mặt trời. Người ta cứ nói ngôi sao, sao đấy nhá, sao là tự phát sáng, sao một ngôi sao là một mặt trời, trời nó tự tỏa sáng và nó đi đến trái đất, có thể nó đã chết rồi, ánh sáng của nó mới tới được nơi. Và ta nhìn thấy thu được trên kính viễn vọng hay là bất kỳ một kính nào đấy, Hubble hay như gì, thì là ánh sáng nó mới tới. Thực ra nó chết rồi, có thể nó chết rất lâu, hàng tỷ năm. Nếu chúng ta đi nhanh vận tốc ánh sáng, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn thấy ở quá khứ chúng ta thôi. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, hố đen hố điếc gì. Hố đen là một ngôi sao chết đi rồi. Ở khi nó nổ tung rồi, cái tâm nó sau nó thu lại, thì cái chỗ đấy là nơi mà ánh sáng không đi qua được, và nơi mà người ta nghĩ là nó chui vào thì nó sẽ hiện ra một chỗ nào đấy, hố đen di chuyển tức thời gì đó, nhưng mà thực ra chúng ta vẫn chưa biết về nó. Nhưng mà chỗ đó thì tôi nghĩ là năng lượng mất đi thì năng lượng chỗ đó là tích tụ năng lượng. Đây là vật chất, biết năng lượng. Chỗ đó là thu hút vật chất tới nó và nó hút hết, thì nó biến thành năng lượng, nó lớn mạnh lên. Và một ngày đó mặt trời của chúng ta cũng sẽ nổ tung và biến thành một hố đen. Vâng, chúng ta thời điểm đây. Nhưng mà tình hình là thời sự tất cả mọi thứ thì riêng cái vụ con tum tôi nghĩ là nó chưa minh bạch một tí nào, đã câu hỏi rất lớn. Năm thằng đấy là năm thằng chở thuê nhá, thôi vậy, năm thằng chở thuê thôi mà nó thực sự nói như kiểu là bắt được hết tất cả bọn lâm tặc đã thực hiện cái vụ án ở Kon Tum mới đây, đó là chở gỗ lậu đấy, chặt gỗ lậu rồi chở gỗ lậu buôn bán gỗ lậu. Nhưng thực ra là năm thằng chở thuê, cả tay à. Chở thuê thì chúng nó chỉ là năm thằng chở thuê thôi. Thứ nhất chúng ta còn để ý đến nó chở rồi nó còn tuồn đi đâu, nó bán đi đâu, và nó tuồn đi đâu những người bán, rồi là nó có thể biến thành che giấu, có thể không hợp pháp biến thành hợp pháp. Nhưng mà tại sao lại nói là nỗi lòng và nó trắng trợn nào, tức là để cho họ ngang nhiên tàu lậu ra là họ biết hết những cái gì dân chúng làm. Thì hiện giờ nói chung người Việt Nam là tay mách vạch sừng và là rất gọi là ghen ăn tức ở Việt Nam, rất ghen ăn tức ở một người nào đó hay là làm cái gì liên quan đến phá tài sản hay là bất kỳ một cái gì giàu có lên chẳng hạn, họ đều nghe và bới móc, họ đều biết hết. Thế nên vụ chặt rừng các kiểu thì riêng người dân biết hết, người dân đã biết thì chính quyền đương nhiên sẽ biết. Đội ngũ dân quân tự vệ rất là tinh nhạy, bởi vì đấy là mật thám 500 lòng dân, thám lòng lần dân, thì đương nhiên là dân đã biết thì dân quân tự vệ biết, dân quân tự vệ biết thì xã huyện tỉnh đều biết hết, và tỉnh biết thì giờ bây giờ mới đến quốc gia biết và truyền thông biết. Nhưng mà cái vụ đấy thật sự là năm thằng đấy tôi thấy chưa minh bạch một tí này. Có năm thằng đấy thì không làm ăn được cái gì, năm thằng chỉ đi là chở thuê thôi, chứ không phải là năm thằng này thật sự là cầm đầu còn chở thuê rồi tuồn đi đâu, còn ô tô chở đi đấy chứ, chở đi rồi qua cái trạm kiểm soát cất kiểu con là điểu, rồi đến nơi nào và làm những cái gì, những tập đoàn gỗ lớn nhất Việt Nam như thế nào, tập đoàn gỗ của các kiểu, không biết tập đoàn nào nhưng mà tôi không biết, điển hình rất nhiều tập đoàn
nhưng mà cái điều đó vẫn chưa minh bạch như thế nào, truyền thông vẫn chưa thực sự truyền thông chỉ đưa tin thôi, còn thực sự điều tra như thế nào thì ủy ban nhân tỉnh nói là đã tìm ra 5 kẻ lâm tặc phá rừng như thế là không đúng đâu. 5 kẻ thôi, 500 kẻ như thế, tôi nghĩ là 1000 người như thế, 1000 kẻ trong cái mục đấy, 5 thằng đấy chở còn tuồn đi các kiểu con này, rồi là còn làm những cái gì đồ gì, tuồn ra nước ngoài như thế nào, tuồn trong nước như thế nào, năm thằng chở thuê mỗi lần chở được 300.000, 500.000 gì đấy, thông tin chính xác. Vâng, kể cả mấy cái vụ MH A75 các kiểu của nước ngoài, tôi nghĩ là có thể là do bên chính trị ở nước đó có thể là do bắn nhầm, hoặc bên quân sự bắn nhầm, hoặc là một bên nước nào đó bắn nhưng mà bắn hạ và che giấu các kiểu, nên hoặc có thể khủng bố hay bất kỳ một cái điều gì chúng ta không thể biết chắc được, nhưng mà tai nạn tự dưng đâu mà tai nạn gì. Rất là khó tai nạn được, bởi vì trước khi bay thì người nó cũng kiểm tra cái ông kia hàng nghìn lần ấy, thật ấy. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, vâng, xin chào quý vị và các bạn, vâng, xin chào.